Hello mọi người, hôm nay Vivi có tôm hùm đỏ thiên nhiên, bọ biển, sò mồng. Mời mọi người ăn cùng Vivi nhá. Vivi rất là ghiền ăn con bọ này luôn mọi người. Nhìn hình dáng nó thì kinh dị, nhưng mà ăn thì siêu ngon. Vivi sẽ ăn siêu mỡ hành nha mọi người. Trời sao mà Vivi thích ăn hành lắm luôn đó mọi người. Nhìn này, đẫm hành vào nó mới ngon được. Cho nước sốt vô. Trời ơi, thịt nó nhiều mọi người. Thịt nè. Ngon. Thực sự luôn. Ngon lắm luôn mọi người. Trời ơi. Ngọt thơm béo hòa quyện với nhau. Trời ơi, nó ngon. Ai mà ăn được hành thì thấy nó rất là ngon nha mọi người. Nhức cái nách. Mọi người đã thấy con sò mồng nó to cỡ này cho mọi người. Siêu to khổng lồ. Một ký là được có 4-5 con thôi mọi người. Ngọt béo giòn trời ơi. Múp rụp luôn đó mọi người. Đã lắm mọi người. Tôm hùm đỏ thiên nhiên nè mọi người. Đẹp chưa? Tôm thiên nhiên sẽ rất là ngọt đó mọi người. Ô ô ô ô. Trời, béo nha. Trời nó đã. Trời ơi, con này nó tôm hùm thiên nhiên nó nhỏ nhưng nó có vỏ mọi người. Chắc nịch. Thịt ra tới tận vỏ luôn. Ghê thiệt. Wow. Trời, nhìn cục thịt này.